quậy. Cái mì Kỳ lạ, rõ ràng là cha ở nhà đi đâu rồi chứ. Quách ma ma, bà có thấy cha ta đi đâu không? Ông ấy cùng mẹ cô đi thăm bạn bè rồi. Cô tìm ông ấy có chuyện gì? Ta thấy mấy cây khoản có chút không rõ ràng, muốn mang đến cho cha ta xem thử. Thẩm Bá Nam, ngươi làm gì vậy? Ta không phải là Thẩm Bá Nam, ta là nhà ảo thuật. Ta muốn biến ra thật nhiều thần tiên tỷ tỷ chơi cùng với ta. Ngươi đừng có ồn ào nữa. Ta còn rất nhiều việc quan trọng phải làm, hãy đi chơi với đại đại đi. Đại thiếu phu nhân, lời này của cô nói như thế nào vậy? Cô có bận rộn thì cũng phải đặt Bá Nam thiếu gia lên hàng đầu. Cô biết vì sao mà Thẩm gia lại cưới cô vào cửa không? Chính là vì cưới cô về để vui đùa trò chuyện với Bá Nam, chăm sóc cuộc sống thường ngày cho cậu ấy. Cô bây giờ thì giỏi rồi, vừa mới bận một chút thì phiền đóng cửa phòng, bận rộn tới tận tối mịt, dứt bỏ Bá Nam thiếu gia sang một bên. Đi đi đi, đi chơi với Bá Nam thiếu gia đi. Bá Nam thiếu gia, ngoan nhé. Đưa vợ cậu đi chơi đi. Lát nữa Quách Mama sẽ nấu cháo đậu xanh cho cậu ăn. Được rồi. Chúng ta đi thôi, thần tiên tỷ tỷ. Đi, đi thẳng về phía trước. Thẩm Bá Nam, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta còn rất nhiều việc phải làm. Thần tiên tỷ tỷ đừng nóng vội, ta biến phép cho tỷ xem. Thẩm Bá Nam, ngươi đừng có náo loạn nữa có được không? Thẩm Bá Nam, ngươi đang làm cái trò gì vậy? Ngươi còn không mau mở cửa cho ta, nếu không ta sẽ tức giận. Mau mở cửa ra, có nghe thấy không? Thỏ trắng nhỏ, sao ngươi lại ở đây? Nhóc con, sao ngươi lại chạy tới đây? Sao lại có thể như vậy? Sao cửa tự nhiên khóa? Nhanh lên, để mau biến hóa phép thuật cho ta xem. Được, ta biến cho Quynh xem. Quynh nhìn, đây có phải là hộp gấm không? Có phải là bên trong có một hạt trân châu không? Thả nó vào, xem kỹ rồi đến 1, 2, 3. Hạt trân châu biến mất rồi. Ở đây này, một hạt. Đây cũng có một hạt. Quynh xem, đây còn có một hạt nữa. 4 hạt. Đợi chút, để ta sờ xem có còn hạt nào nữa không. Quynh xem, 1, 2, 3, 4, 5. Bá Kỳ, để biến một hạt trân châu thành 5 hạt rồi này. Biến lại một lần nữa đi. Biến lại một lần nữa à. 5 hạt trân châu như thế này có một chút khó. Đợi chút để đệ dẫn công trước. Được rồi, Quynh đếm 1, 2, 3 đi. 1, 2, 3. 5 hạt trân châu đều biến mất hết cả rồi. Lợi hại không? Trò này chơi vui đấy. Ta phải đi nói với thần tiên tỷ tỷ. Đừng đi. Thần tiên tỷ tỷ của Quynh đã bị ta biến tới nơi khác rồi. Không phải ngươi nói bình thường thì đậu đậu bận rộn không có thời gian ở bên Quynh sao? Vậy thì ta đã giúp Quynh biến ra 5 đậu đậu, 5 thần tiên tỷ tỷ. Hiện giờ một người ở dạng bảo trai, một người ở thư phòng, 3 người còn lại. Đợi chút để đệ nghĩ xem. 3 người còn lại đều 3 người còn lại đều đi ra ngoài rồi. Đi ra ngoài, tỷ ấy đi đâu? Đậu đậu nói cô ấy có lỗi với Quynh nên đã đi mua đồ chơi mà Quynh yêu thích, còn có bánh ngọt mà Quynh thích ăn nữa cho Quynh. Thật sao? Nếu không thì như thế này, để giúp Quynh đi ra đường tìm bọn họ. Nhưng mà Quynh phải đồng ý với đệ là chuyện này không được nói cho bất cứ ai. Đi thôi. Dạ. Dạ. Nhị thiếu gia, người phải đưa con đi cùng, người định đi đâu vậy? Đại đại, Bá Kỳ đưa ta đi tìm thần. Đưa cô ấy đi ra ngoài tìm chút việc, sẽ nhanh chóng quay lại. Con cũng muốn đi, cô đi làm gì? Việc chúng ta là chính sự của con. Cô không được đi. Ây da!
Hỏng rồi. Sao để có thể quên chuyện quan trọng như thế được cơ chứ? Đại ca, thật ngại quá, để không thể đi chứ huynh. Đại đại, sao cô lại ở đây? Nhị thiếu gia, qua đây. Đại thiếu gia, như thế này này, cô hãy đi lại lanh quanh ở vùng này cùng với thiếu gia đi, không thích hợp cái đó còn. Thích gì thì cứ mua, cảm ơn nhị thiếu gia. Không được bác kỳ à, đệ đã nói là sẽ đưa ta đi tìm thần tiên tỷ tỷ. Đại ca, khó khăn lắm thì Quynh mới ra ngoài đi dạo một chuyến. Đậu đậu thích cái gì Quynh hãy mua về cho cô ấy. Như vậy cô ấy mới vui vẻ, Quynh nói đúng không? Kẹo hồ lô đây. Kẹo hồ lô vừa chua vừa ngọt đây. Kẹo hồ lô. Đại ca thật thông minh, vừa đoán đã biết là đậu đậu thích ăn kẹo hồ lô. Mau đi mua đi. Đại đại, mau, kẹo hồ lô. Nhanh lên. Ta muốn cái này. Cái này ta đều muốn. Đều đủ hay không? Đủ đi. Sao lại có nhiều khói như vậy? Mở cửa ra. Mở cửa ra. Có người không? Mở cửa. Đại đại. Ông à, ông có muốn ăn gì không? Cháu chưa nhận được sự đồng ý của lão gia đã tùy tiện dẫn đại thiếu gia đi ra ngoài chơi. Nhỡ may xảy ra chuyện gì, ta làm sao mà có thể ăn nói với phu nhân đây? Là nhị thiếu gia bảo cháu đưa đại thiếu gia đi ra ngoài chơi. Cháu còn học được cái cách cãi lại rồi đó à? Mau chóng đưa đại thiếu gia trở về đi. Cháy rồi, đỉnh thiếu gia. Đỉnh thiếu gia không hay rồi. Phòng trước của cháy rồi. Sao phòng trước của lại cháy chứ? Mau dẫn ta đi xem. Có người ở đó không? Mau mở cửa. Đinh quản gia, phòng trước củi bị cháy. Ở bên trong có người không? Chắc là không có đâu. Làm gì có ai đang yên đang lạnh tự nhiên lại chạy tới phòng trước củi tối thui để làm gì chứ? Ông xem, ở trên cửa vẫn còn khóa. Mau tìm mấy người tới dập lửa. Mau lên. Đinh gia, sao ở đây lại cháy lớn như thế này? Đại đại à, cháu dẫn đại thiếu gia tới chỗ này làm gì? Còn không mau trở về đi. Dạ, chúng ta mau đi thôi. Ở đây cháy lớn như vậy, nhỡ cháy đến mặt của chúng ta thì xong rồi đó. Thần tiên tỷ tỷ. Đại thiếu gia, đừng như vậy mà, đừng gọi nữa. Đại thiếu phu nhân sẽ không ở trong đó đâu. Dạ, đại thiếu gia nguy hiểm lắm đó. Thần tiên tỷ tỷ. Thần tiên tỷ tỷ. Đại thiếu phu nhân, Tiểu Trúc, mau phá cửa, để cháu, mau lên. Đại đại, cháu cũng phải cẩn thận đó. Đại thiếu phu nhân, người có nghe thấy không? Không thể nào. Thần tiên tỷ tỷ. Dạ, đại thiếu gia, mau thả cháu ra. Thần tiên tỷ tỷ. Thần tiên tỷ tỷ.
Thần tiên tỷ tỷ, thần tiên tỷ tỷ, tỷ tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Bá Nam tới rồi, thần tiên tỷ tỷ. Thẩm Bá Nam, sao ngươi lại ở trong này? Mau đi đi, trong này nguy hiểm lắm. Mau đi đi. Bá Nam không đi. Bá Nam có chết cũng phải chết cùng với một chỗ với tỷ tỷ. Đồ ngốc, sao ngươi lại ngốc như vậy? Ngươi mau đi đi. Ngươi chính là một tên đần. Mau đi đi. Bá Nam không đi. Thần tiên tỷ tỷ, thần tiên tỷ tỷ. Các người không được đánh thần tiên tỷ tỷ. Muốn đánh thì cứ đánh Bá Nam ta. Mau, mau lên. Dạ. Mau vào trong cứu người. Dạ. Bên kia, ở bên kia. Đại thiếu gia mau lên đi. Mau dẫn đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân ra ngoài. Mau. Dạ, mau lên. Đại đại, sao ngươi không ngăn cản đại thiếu gia? Con ngăn cản rồi, nhưng mà gia vừa nghe thấy thiếu phu nhân ở trong đó liền giống như là phát điên vậy. Người ta có muốn ngăn cản cũng không ngăn cản nổi. May mà đại thiếu gia chỉ bị một chút vết thương ngoài da, nếu không thì 10 kẻ như ngươi cũng không đền nổi. Bá Nam, Bá Nam, đau đầu, con tỉnh rồi à? Vừa rồi đại phu xem tình trạng vết thương của con nói không có trở ngại gì. Bá Nam đâu rồi? Có bị thương không? Không phải là nó đang nằm ngủ bên cạnh con sao? Bá Nam, Bá Nam, Thẩm Bá Nam, ngươi tỉnh lại đi. Thẩm Bá Nam, ngươi tỉnh lại đi. Thẩm Bá Nam, ngươi tỉnh lại đi. Người đừng có lay da nữa. Đại thiếu phu nhân quá ra là trong tâm trí của da người là tất cả. Bá Nam, Bá Nam, Đậu Đậu, Tương Bình, Bá Nam và Đậu Đậu không có chuyện gì, không sao, hai đứa chúng nó chỉ là bị mấy vết thương ở ngoài da thôi. Nghỉ ngơi vài ngày là tốt. Lão Đinh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao phòng trước của Vô Duyên Vô Cớ lại đột nhiên cháy? Mau đi điều tra cho rõ ràng. Dân lão gia. Thỏ tướng công, hôm nay là ngày cúng tuần cho ngươi. Đại đại mang thỏ nương tử mà ngươi thích nhất đến đây cho ngươi đây. Chúng ta đến đây đắp mộ cho ngươi. Ngươi nói xem, ngươi đang là một thỏ tướng công tốt đẹp như thế, sao tự nhiên lại biến thành thỏ nướng chứ? Ngươi bị nướng thì cũng bị nướng rồi, vậy mà ngươi còn tự nướng mình cháy khét. Từ sau khi ngươi ra đi, con thỏ đáng thương này đã trở thành một người bơ vơ không nơi nương tựa. À không đúng, là một thỏ bơ vơ không nơi nương tựa. Giống như là đại đại lúc này, hai người chúng ta đều bơ vơ không nơi nương tựa. Từ sau khi gia của đại đại có đại thiếu phu nhân, gia không còn thích đại đại như trước nữa, đối xử không tốt với đại đại. Đúng rồi, hôm đó ngay cả đến tính mạng gia cũng không cần, cứ vậy mà chạy thẳng vào phòng trước của để cứu đại thiếu phu nhân. Con tim ta như dở tan thành trăm mảnh, trái tim này tan dở rồi. Thỏ nương tử, từ nay về sau đại đại ta sẽ ở bên ngươi.
Hai người bơ vơ chúng ta giờ sẽ nương tựa lẫn nhau. Cô xong chưa vậy đại đại? Đại thiếu phu nhân, ta đem con thỏ nhỏ này đến thăm mộ tướng công nó. Ta nhìn thấy rồi. Người nói nó đáng thương biết bao. Con thỏ đó chính là do người tặng chúng ta trước khi nó chết, là ta và gia chúng ta cùng nhau chăm sóc bọn chúng. Đại đại, thỏ chết rồi thì không thể sống lại. Ngươi đừng có quá đau lòng. Nó chết oan ức quá, đại thiếu phu nhân. Em nhớ rõ ràng là người đã nhốt nó vào trong chuồng. Em cũng không biết tại sao nó lại chạy tới phòng chứa củi được chứ. Sự việc đã như vậy, ngươi có truy cứu nữa thì cũng không có giải quyết được vấn đề. Không thì như thế này đi, để hôm khác ta lại tặng cho ngươi một đôi. Tặng cho em một đôi thỏ khác. Đúng là một đôi đó, một đôi thỏ. Được rồi, cảm ơn đại thiếu phu nhân. Vì thế ngươi đừng có khóc nữa, mau đi thu dọn. Đại thiếu gia tìm ngươi đó. Gia tìm em à? Em phải đi trang điểm lại đã. Em trang điểm một chút sẽ qua ngay có được không? Nhanh lên. Không thể nào. Bá Kỳ có tàn nhẫn hơn đi chăng nữa cũng không thể nào làm ra loại chuyện tán tận lương tâm như thế. Ông trời phù hộ, sự việc nhất định đừng như những gì mà con tưởng tượng. Không thể nào, Bá Kỳ nhất định sẽ không làm chuyện như vậy. Thần tiên tỷ tỷ nhanh lên, bá Nam muốn ra ngoài đi chơi. Tới đây đừng có giục ta. Như thế này đã là nhanh lắm rồi đó. Nào cho tay vào đây. Thằng Ba Nam, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi nhất định phải trả lời cho ta một cách trung thực. Ngày hôm đó tại sao ngươi lại muốn nhốt ta trong phòng chứa củi? Là ta... Ngươi còn nhớ hay không? Hôm đó ngươi nói với ta ngươi là nhà ảo thuật, có thể là biến ra rất nhiều người như ta. Sau đó ngươi nhốt ta vào trong phòng chứa củi. Ba Nam nhớ rõ. Sau đó bá Nam luôn đi tìm, đi tìm mãi mà vẫn không tìm thấy thần tiên tỷ tỷ. Chuyện đó là ai bảo ngươi làm? Là bá... Bá Nam không thể nói. Bá Nam đã đồng ý là sẽ không nói ra. Có phải là Thẩm Bá Kỳ bảo ngươi làm như vậy không? Sớm như vậy đã dậy rồi, đang nói chuyện gì thế? Mẹ à, bá Nam nói là muốn đi ra ngoài chơi một chút. Ở bên ngoài gió lớn. Đậu đậu, con giúp bá Nam mặc nhiều đồ một chút. Vâng. Mẹ, con không muốn mặc nhiều như vậy. Mặc nhiều đồ như vậy con không thể cử động nổi mất. Không được bá Nam, vết thương của con vừa mới tốt lên, cơ thể vẫn còn yếu ớt. Nếu như lại bị bệnh nữa thì biết làm sao. Đừng động đậy. Đại đại. Đại đại. Đại đại, đến đây. Con cầm cái đó để làm gì vậy? Con có vũ khí. Vậy là có thể bảo vệ thần tiên tỷ tỷ. Thần tiên tỷ tỷ đừng sợ chúng ta đi.